Thì trước khi vào video thì anh em dành một tí thời gian qua cái kênh Bot Gaming của mình. Đây là một cái kênh về những cái trận đấu gank cũng như là leo hạng mà mình cập nhật sắp tới nha. Đây Bot Gaming, đây là cái kênh thứ hai của mình. Anh em bấm đăng ký giúp mình nha. Ok, cảm ơn anh em nha. Đây, đây là cái kênh về những cái trận đấu của mình. Đây. Đây là hoàn toàn về đánh gank thôi nha. Ok, cảm ơn anh em nha. Còn bây giờ thì bắt đầu clip nào. Ok. Hello, xin chào anh em và con cô bác nha. Chào mừng anh em và con cô bác, anh em đã đến với kênh của mình thì mình là Bot Game TV nha con ơi. Ok. Một cái yêu cầu ý tưởng thách đấu ngày hôm nay của anh em đã bình luận với comment mình giữ cho mình nha. Thì cảm ơn anh em rất là nhiều nha. Cái yêu cầu ý tưởng ngày hôm nay đó chính là top 5 cái phi tượng pháp sư mà kết liễu từ xa mà có cái ulti mạnh nhất nha bà con ơi. Đấy, theo cái yêu cầu ý tưởng của anh em, toàn là những cái ý tưởng mà phải nói là siêu cấp bá đạo thôi anh em ấy. Ok, anh em có yêu cầu ý tưởng gì mới nữa thì nhớ comment bình luận mình dưới giúp mình luôn nha anh em. Ok, anh em bà con cô bé đang xem video nhớ cho mình một like và đăng ký kênh và chia sẻ video này giúp mình nha. Còn bây giờ thì để coi cái chiêu cuối của Illumia vì sao mà có thể dành cho cô nàng này đứng được top 5 nha bà con. À, chờ đánh mà cái chiêu cuối của cái bí tưởng là thằng chặn bà con ơi, mà tôi hay gọi là chờ đánh đó. Một cái nè anh em cùng mình đếm nha, đếm để bí tưởng Illumia sẽ giết được mấy cái khi giết được Violet nha. Hai nè, cùng đếm nha bà con ơi, ba nè, bốn cái nữa cái máu luôn, quá ok. Năm nè, sáu nè, bảy nè, tám nè. Trời ơi, trời đúng là trời đánh có khác rồi con ơi. Trời đánh 9 cái mới chết bà con à. Rồi trời, Violet phải nói là một cô nàng rất là ok luôn. Trời đánh 9 cái mới chết. Với cái lượng trời đánh như này là quá trời ok dành cho Illumia của chúng ta khi đứng được ở cái vị trí đầu tiên cấp 5 rồi bà con ơi. Quá là cái thử thách dành cho Illumia của chúng ta mà. Đấy, bị tính kết liễu bằng cái ulti từ xa đầu tiên là Illumina của nha. Anh em nhớ cho mình một like mạnh thật là mạnh, nhớ chia sẻ video này giúp mình nha anh em. Cảm ơn em nhé. Illumina bị tướng đầu tiên lộ diện. Ok, không biết ai sẽ kế tiếp đây. Ok, con dây tiếp theo nào mở vị trí top 4 của chúng ta ngày hôm nay đó chính là Digat nha bà con ơi. Digat. Ok, anh chàng dựng khiên và trưởng Kamehameha. Trời ơi, hoành tráng lẫy lắm nha bà con ơi. Hồi nãy là Illumina ở vị trí top 5 là 9 hit đúng không? Thì để coi anh chàng ở vị trí top 4 sẽ mấy hit cái chiều cuối đâu còn ơi. Trời ơi, top 4 nha. Rồi chơi. Anh chàng này bây giờ thì anh em đem vào đi gần nè, đi mid được nè. Cái khả năng của anh chàng là vô địch luôn bà con ơi, vô đói luôn ấy, không gì vừa đâu nha. Cái khả năng của anh chàng này thì để coi cái vị tướng này, anh chàng này vì sao có thể đứng được vị trí top 4 đây, với bao nhiêu hit chiêu cuối đây thì cùng mình đếm nha. Kamehameha của Son Goku đó bà con ơi. Đây là một cái trạng thái siêu Saiyan cấp 3 nha. Trời, nhìn cái mái tóc bồng bềnh dài là anh em biết rồi. Chỉ có siêu Saiyan cấp 3 mới có cái tóc dài màu vàng như vậy thôi. Chữ mấy hết đây, chữ mấy hết đây. Ok, gửi để xem nha. Một hết rồi nè, cùng mình đếm nha bà con ơi. Hai hết nè. Ba hit nè, nữa cái máu luôn, quá ok luôn. Bốn hit nè, anh em mà ném khiên trúng nó thì sẽ được chưởng liền nha anh em. Năm hit nè, còn anh em mà ném khiên đi mà không trúng nó thì sẽ không được chưởng liền nha. Sáu hit nè, là một cái điểm đều chắc chắn dành cho đi gách của chúng ta khi đứng được vị trí số 4 rồi. Với cái lượng thời gian và hit như này quá ok rồi. Ok, đúng là siêu Kamehameha có khác rồi con ơi, chưởng như đúng rồi luôn con ơi. Vời ơi, quá trời tuyệt vời và ok dành cho đi gách của chúng ta khi đứng được vị trí này. À, đúng là siêu Kamehameha có khác nha. Đấy, ai bị tưởng kết liễu từ xa cũng đã lộ diện rồi, quá trời ok và tuyệt vời luôn. Không biết ai sẽ kế tiếp và tiếp theo đây thôi. Pháp sư như này là quá ngon. Ngon quá trời, hết xỉu 7 luôn. Ok, con dây tiếp theo nằm ở vị trí thứ 3 kết liễu từ xa một khoảng cách nhỏ, đó chính là Tulane của chúng ta như là ta nha. Anh chàng tủ lạnh mà con ơi. Thì để coi anh chàng tủ lạnh vì sao mà có thể đứng được ở cái vị trí thứ 3 của chúng ta ngày hôm nay nha. Trời trời, anh chàng tủ lạnh ngày hôm nay cũng đột lực sứ mệnh của mình luôn. Đúng là quá ok dành cho anh chàng tủ lạnh luôn. Thì để coi bắn mấy con chim mà có thể kết liễu được Violet nha bà con ơi. Bắn vào Violet, trời ơi, bởi cái lượng thời gian đó là để coi như thế nào nha. Vị tướng này có thể anh em đem vào đi mid nè, đi gần nè, quá ok luôn nha. Trời, đi mid đi gần là phải nói cực kỳ ổn áp và tuyệt vời luôn ấy. Trời ơi, một khi nó đã xanh là đéo ngán bố con nữa cho mọi người ơi. Bắn một chim là nửa cái máu cũng bốc nha. Nè, em thấy tôi ở là biết rồi. Bốc một cái, ở một cái là bốc hơ đúng con. Trời ơi, quá trời tuyệt vời luôn. Để coi bắn mấy anh chim nha. Còn mà điểm nha anh em bà con ơi, tập trung điểm giùm mình nha. Ok, để coi như nào đây. Một cái nó mày một con chim. Thì máu càng thấp thì nó sẽ bắn càng thốn nha anh em. Máu càng đầy thì nó sẽ bắn không thốn cho lắm. Hai nè, ba nè, bốn nè, năm nè,
6 nè. Đấy anh em thấy chưa, máu càng thấp thì sát sát thương của nó gây nên càng thủng nha. Thầy ơi, vị tướng này chỉ cần vỡ 6-7 hit thôi để hoàn thành xong cái nhiệm vụ của nó lại. Nhưng với cái độ cơ động của nó, mình nghĩ mình sẽ cho nó ship được vị trí top 3 này hơn nha anh em. Ok, không biết mình điểm đúng không nữa. Anh em nào điểm bố đúng đi nha, comment bình luận mình dưới giúp mình nha bà con ơi. Chứ tôi thấy là tôi điểm sai bét bàn bẹt rồi đó bà con ơi. Không, tôi nghĩ là tôi điểm đúng ở cái vị trí vừa rồi đấy. Ok nhá. Thầy ơi, toàn là những cái vị tướng mà kết liễu từ xa như này thì thứ gì mà chịu nổi đúng không anh em. Tiếp theo ở vị trí áo quân top 2 của chúng ta đó chính là XG nha. Một anh chàng có vẻ nam tính với cái bộ mặt của nữ tính bà con ơi. Ok. Thì để xem anh chàng này vì sao mà có thể đứng được vị trí áo quân top 2 đây. Ném bao nhiêu cái trái lựu đạn lên đầu của con Violet bên kia đây bà con ơi. Anh em bà con cô bác đang xem video nhớ cho mình một like, một đăng ký kênh và chia sẻ video này giúp mình nha anh em. Cảm ơn em rất là nhiều nha. Ok, thì để coi XG sẽ ném mấy trái lựu đạn đây bà con à. Cùng mình đếm nha. Ok. Ok ok. Mấy trái đây. Hai trái nè. Trời ơi, hai trái mà đã thúng như vậy rồi bà con ơi. Ba trái này. Rồi ba trái nữa cái máu luôn quá. Ok. 4 trái này, trời trời ném như là ném bom nguyên tử vậy anh em ơi. 5 trái nè con. Trái cuối cùng luôn. Trái cuối cùng là đều chắc chắn rồi bà con ơi. Với cái lần thời gian như vậy. Ủa có mấy trái rồi bà con. Rồi chơi. Trời ơi, đời đất quỷ thần ơi. Quên lo nói gì khùng nói điên. Đang đếm nửa chừng lo nói khùng nói điên cái xong luôn bà con ơi. Anh em bà cô bác nào đếm được thì nhớ comment bình luận bên dưới giúp mình ở video top 2 nha. Mấy cái thì giúp mình bên dưới nha anh em. Trời ơi, tôi quên luôn mà con ơi, lên nó khùng nó điên không. Ok, chúc mình nha. Ở vị trí áo quân là top 2 là mấy cái hit nha. Ok, ok, tiếp theo quán quân top 1 của chúng ta ngày hôm nay đó chính là Kha Hiu nha. Một cái vị tướng cũng phải nói là có cái khả năng kết liễu từ xa cũng cực kỳ cao dành cho cái vị tướng này nha. Thì để coi cô nàng này vì sao mà có thể đứng được ở vị trí quán quân top 1 của chúng ta ngày hôm nay nha. Một cô nàng phải nói là cực kỳ ok và tuyệt vời nha anh em. Thì để coi cái khả năng của cô nàng như nào nha. À, khả năng của con này quá ok luôn á, mai nhân giờ đâu. Ok, để coi bắn mấy hit mà có thể chết Violet nha anh em. Để coi có thể bắn mấy hit mà thể chết Violet bên kia nha. Trời ơi, thể chất của nó là cực kỳ khủng bố luôn á, mai nhân giờ đâu. Chết Violet là một cái điều cực kỳ ok và tuyệt vời và dĩ nhiên luôn á mà anh em. Ok, cùng mình điểm vào vị trí quán quân nha. Để coi mấy hit và mấy phát đây mà còn à. Trời ơi, mới một cái thôi đó mà gần bốc hơi con người ta luôn rồi má. Trời ơi, thứ gì mà vừa đổi nữa. Mới một cái thôi đó bà nội. Trời ơi, mới một cái thôi đó mà là gần bốc hơi con người ta luôn rồi, ông nội ơi. Trời ơi, trời, các vị tướng ở video chơi quán quân của chúng ta chỉ cần 2 hit thôi đã hoàn thành xong cái nhiệm vụ của nó rồi. Với cái lượng thời gian như này thì thôi, khỏi bàn cãi nữa bà con ơi. Quá trời hợp lý, hợp tình khi đứng được chơi quán quân top 1 rồi. À, còn điều gì phải nói đến đâu đúng không anh em. Toàn là những cái vị tướng pháp sư mà cách liễu từ xa như này thì đéo ngán mấu con nào hết bà con ơi. Gây nên khả năng vô cùng trầm trọng luôn. À, khả năng kiếm tiền của tôi còn thua nó nữa bà con ơi. Trời ơi, khả năng nó quá đau luôn. Anh em nhớ cho like nha. Xem video của mình, hãy ủng hộ mình bằng cách like, subscribe và chia sẻ với mình.